Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Lê Trung Trinh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đã ôn lại truyền thống kỷ niệm ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Năm 2022, công tác thi đua khen thưởng được thành phố triển khai đồng bộ, chặt chẽ toàn diện từ thành phố đến cơ sở, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích theo quy định của luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn theo đó công tác thi đua khen thưởng thành phố đã triển khai và hoàn thành một số công việc trọng tâm lớn như tham mưu ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố quy định việc chi tiêu tiền thưởng đối với các chuyên đề giải thưởng đặc thù xây dựng giải thưởng cống hiến cho đà nẵng phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết cụm thi đua năm thành phố trực thuộc trung ương tại hải phòng đà nẵng là đơn vị cụm trưởng tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến kiện toàn tổ chức và hoạt động của cụm khối thi đua và triển khai ban hành các kế hoạch tổ chức thi đua khen thưởng chuyên đề Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh ghi nhận biểu dương hệ thống chính trị thành phố cũng như toàn thể nhân dân đã nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố trong thời gian qua. Trong thời gian đến, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tôi kính đề nghị các đơn vị địa phương sớm khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian vừa qua và tập trung triển khai hiệu quả các nội dung nhiệm vụ chú ý sau đây thứ nhất tiếp tục tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng các cấp ủy tổ chức đảng người đứng đầu các cơ quan đơn vị và trực tiếp chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực hướng công tác thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm các khâu đột phá tập trung giải quyết các nhiệm vụ khó những vấn đề bước xúc nổi cộng trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh bền vững xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương để mạnh phòng chống thông nhũng lãng phí, xây dựng văn hóa văn hóa Đà Nẵng, xây dựng người Đà Nẵng giàu lòng yêu nước, nhân ái, nhân văn, phát triển toàn diện. Mỗi cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu thực sự là hạt nhân là ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua tất cả vì sự phát triển của thành phố dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của thành phố được tặng cờ thi đua của chính phủ bằng khen của thủ tướng chính phủ chiến sĩ thi đua toàn quốc và cờ thi đua của ủy ban nhân dân thành phố bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chiến sĩ thi đua cấp thành phố Bên cạnh đó có 22 tập thể cá nhân gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, tiêu biểu của thành phố giai đoạn 2020-2023 được trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.